Thầy chào các em đã quay trở lại với bài giảng của thầy Quang. Trong tiết học này, thầy hướng dẫn các em học phần số 2 nhỏ, địa chỉ hỗn hợp, địa chỉ tuyệt đối. Phần tiếp theo trong bài số 5, sử dụng địa chỉ tương đối, địa chỉ tuyệt đối trong công thức các em. Thì ở đây, trong hình số 3 này là sử dụng địa chỉ tương đối trong công thức khi sao chép cho kết quả sai. Thì ở hình số 3 thì các em thấy là để tính tiền cho người đầu tiên á, thì chúng ta có thể là lập công thức là tại ô F4 nè, thì chúng ta sẽ lập công thức là bằng là E4 nhân cho F2. E4 ở đây là tổng số K, còn F2 ở đây là số tiền trên 1K. Thì chúng ta hoàn toàn có thể là lập công thức như thế này. Tuy nhiên mà khi mà các em thực hiện sao chép công thức từ cái ô F4 này xuống các ô F5 cho đến F9 á, thì công thức tại ô F5 nó sẽ thay đổi là E5 nhân cho F3, E5 nhân cho F3. Thì E5 á, E5 lúc này á, là tổng số K là đúng rồi. Tuy nhiên thì F3 lúc này không còn là số tiền trên 1K nữa các em ha. Thì công thức đúng là phải như thế nào? Phải là E5 nhân cho F2 mới đúng, đúng không? Đấy. Như vậy thì lúc này sẽ bị sai công thức ha. Sai công thức thì trả về kết quả sai. Thì các em đây, em thấy là từ ô F5 đến ô F9 đều trả về kết quả sai hết ha. Như vậy thì trong trường hợp này chúng ta phải lập công thức sao cho đầu tiên là tại ô F4 nè, người đầu tiên là bằng là E4, E4 là tổng số K nhân cho F2, F2 tức là số tiền trên 1K. Và khi mà chúng ta sao chép xuống các ô bên dưới đó thì điều kiện đặt ra đó là làm sao mà F2 này nó không có bị thay đổi nha, nó không bị thay đổi, tức là hàng 2 nó vẫn giữ nguyên là 2, F2 vẫn giữ nguyên là F2 ha. Thì để thực hiện được cái việc này á, thì chúng ta phải sử dụng cái dấu đô la ha, sử dụng dấu đô la các em đặt ở trước tên hàng hoặc là trước tên cột. Nếu như các em sao chép mà các em muốn là tên hàng không bị thay đổi á, thì chúng ta đặt dấu đô la trước tên hàng, giống như là giống như đô la 2 nè. Còn nếu như mà các em sao chép mà các em muốn là tên cột không bị thay đổi thì chúng ta sẽ đặt dấu đô la trước tên cột ha. Rồi, như thế này thì khi mà các em quyết công thức là tại ô F4 là bằng là E4 nhân cho F đô la 2, tức là mình cố định cái hàng 2 này. Sau khi mà mình sao chép xuống từ ô F5 cho đến là ô F9 đó các em, thì F2 này nó sẽ không có bị thay đổi ha. Nó vẫn cố định tại vị trí là 200.000 đồng. Khi đó thì kết quả trả về nó sẽ đúng các em. Rồi, bây giờ các em có thể là quay lại đây. Ví dụ như là mình tính tiền công ở đây tại ô F4. Thì tại ô F4 các em có thể là lập công thức là bằng tổng số K. Tổng số K những ô tương ứng ở bên trái. Ở đây tức là E4. E4 nhân cho số tiền trên 1K. Số tiền trên 1K là 200.000 đồng. Hiện tại là tại ô F2, các em nhấn vào F2. Rồi, để khi mà sao chép á, thì hàng 2 này nó không bị thay đổi, tức là nó cố định đó các em. Nếu thay đổi thì thành F3, F3 thì nó không còn là vị trí này nữa đúng không? Đó. Do đó thì chúng ta phải chèn thêm cái dấu đô la ở phía trước số 2 ha. Dấu đô la với bàn phím ha, các em chèn thêm. Đó, các em chèn thêm cái dấu đô la như thế này. Rồi, khi này thì chúng ta sẽ gõ Enter. Thì nó sẽ trả về kết quả ha các em, trả về kết quả. Và chúng ta sẽ sao chép xuống các ô bên dưới bằng nút điền nè, kéo thả xuống. Thì khi đó thì nó sẽ trả về giá trị đúng ha, trả về kết quả đúng cho chúng ta. Như vậy là địa chỉ ô tính có địa chỉ hàng hoặc là địa chỉ cột không thay đổi khi sao chép công thức thì gọi là địa chỉ hỗn hợp ha các em. Thì để địa chỉ ô tính không thay đổi khi sao chép công thức thì ta cần thêm cái dấu đô la vào trước địa chỉ cột và địa chỉ hàng. Thì địa chỉ ô tính có địa chỉ hàng và địa chỉ cột không thay đổi khi mà sao chép công thức thì chúng ta gọi là địa chỉ tuyệt đối ha. Thì ví dụ như này, ví dụ đô la A, đô la 3 là địa chỉ tuyệt đối. Còn địa chỉ hỗn hợp nó khác với địa chỉ tuyệt đối như thế nào? Thì địa chỉ hỗn hợp nó chỉ có một dấu đô la thôi. Nó chỉ có một dấu đô la trước tên cột hoặc là một dấu đô la trước tên hàng thôi nha. Thì khi đó gọi là địa chỉ hỗn hợp. Còn địa chỉ mà có hai dấu đô la trước tên hàng và tên cột luôn như thế này thì là địa chỉ tuyệt đối ha. Tiếp theo thì các em làm câu này cho thầy ha.
Em hãy lập công thức tính tổng tiền công tại ô tính C11 để khi sao chép công thức này đến các ô tính là D11, E11 thì vẫn cho kết quả đúng nhé các em. Các em tính tổng tiền công tại ô C11 thì các em nhấn vào ô C11 một cái ha. Rồi các em nhấn vô bằng nè. Tổng tiền công tức là các em cộng các cái ô bên cột tiền công lại ha. Đầu tiên các em sẽ nhấn vào ô F4 nè, rồi các em gõ dấu cộng, nhấn vào F5, gõ dấu cộng, nhấn vào F6, rồi nhấn dấu cộng, nhấn vào F7, nhấn dấu cộng, nhấn vào F8, nhấn dấu cộng, nhấn vào F9. Đó, như vậy thì công thức của chúng ta là F4 cộng F5 cộng F6 cộng F7 cộng F8 cộng F9. Nhá. Như vậy thì chúng ta có được tổng tiền công. Tuy nhiên thì khi mà các em sao chép công thức này sang ô D11 và E11 thì nó bị sai nhé. Nè, em thấy nè, nó bị sai. Tại sao mà nó bằng không như vậy? Nó không đúng. Thì ở đây, khi mà các em sao chép sang D11 á, thì địa chỉ của các ô này nó bị thay đổi nè các em. Ô nó thay đổi thành G4, G5 rồi nè ha. Nó dịch chuyển qua đây rồi nè. Rồi, khi mà qua E11 á, thì nó dịch chuyển qua bên đây, qua cột H bên đây rồi nè. Thì như vậy thì sẽ sai. Do đó thì mình sẽ sử dụng địa chỉ tương đối ha. Thì mình muốn như thế nào? Mình muốn cái cột á, thì vẫn là cột F đúng không? Nó nằm ở trên là địa chỉ cột F, không có bị dịch chuyển cột. Cột F vẫn cố định ha. Thì mình muốn cột F cố định thì mình phải thêm dấu đô la ở trước cái chữ F nha các em. Muốn cố định cái gì thì thêm đô la ở trước cái đó ha. Cố định cột thì thêm đô la trước cột nha. Rồi, thêm đô la trước cột nè. Thêm cái đô la chứ. Thêm đô la vào. Rồi, thêm đô la trước cột F. Như vậy là mình đã cố định được cột F rồi. Bây giờ mình sao chép ha. Các em mình sao chép bằng nút điền, sao chép qua đây. Đó, thì nó vẫn là có giá trị là bằng với cái ô ban đầu. Rồi. Và công thức nó sẽ không bị thay đổi nha các em. Ở bên đây cũng vậy luôn, công thức nó cũng không bị thay đổi ha. Bài tập số 2. Thì trong hình 5 này là bảng tính tiền lãi gửi ngân hàng ha các em. Thì ở đây bảng này lập ra để tính tiền lãi gửi ngân hàng và cái cách tính tiền lãi như sau. Thì cái tiền lãi á, thì bằng với cái tiền gốc. Tiền gốc là hiện tại ở đây là 10 triệu đồng. Rồi, nhân cho lãi suất. Thì lãi suất tùy theo ngân hàng ha. Ở đây có 3 ngân hàng. Ngân hàng 1 có là 0,3%, ngân hàng 2 là 0,4%, ngân hàng 3 là 0,5%. Nhân cho số tháng thì số tháng ở cột A đây, từ A5 cho đến A10, tức là số tháng tương ứng là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, như vậy thì trong từng trường hợp chúng ta sẽ tính lãi suất với công thức là tiền lãi bằng tiền gốc nhân lãi suất nhân số tháng các em. Vậy thì hỏi các em vị trí nhập công thức nào sau đây vào ô tính B5. Ô tính B5 là ô này ha. Để khi sao chép đến tất cả các ô tính trong cái khối ô tính là B6 đến B10, C5, D10, tức là chúng ta lại sẽ lập công thức tại ô B5 và chúng ta sao chép đến tất cả các ô còn lại, hay tất cả các ô còn lại ở đây thì vẫn cho kết quả đúng. Và em hãy chọn một trong bốn đáp án này và trả lời là tại sao chúng ta chọn ha. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ chọn là đáp án D nhé các em. Đáp án D đó là công thức là gì? Công thức là bằng đô la A, đô la 3 nhân cho B, đô la 4 nhân cho đô la A5. Tại sao như vậy? Rồi thì các em quay lên hình ở trên đây. Nhìn hình thì mình dễ hiểu hơn ha. Tại vì khi mà các em sao chép công thức từ ô B5 xuống bên dưới là có sự dịch chuyển về về hàng đúng không em? Có sự thay đổi về hàng. Hàng tăng lên. Nếu như các em sao chép xuống ô bên dưới thì hàng tăng lên. Còn nếu như các em sao chép sang các cái cột bên phải thì lúc này cột tăng lên. Và tiếp tục sao chép xuống bên dưới thì cột vừa tăng và hàng cũng tăng luôn. Ví dụ như từ ô B5 các em sao chép sang ô là D10 thì rõ ràng các em thấy là cột tăng lên từ B tăng lên D. Và hàng thì tăng từ hàng 5 lên tới hàng 10. Đó. Tuy nhiên thì các em thấy thì trong công thức này tiền gốc tại ô A3 không thay đổi, không thay đổi vị trí nó luôn luôn là tại ô A3.
ở trong ô nào cũng vậy, khi mà chúng ta tính lãi suất thì tiền gốc không bao giờ thay đổi, đúng không em? A3 không bao giờ thay đổi. Như vậy thì đầu tiên chúng ta phải cố định A3 lại, thì cố định cột A và hàng 3 bằng cách là chúng ta sẽ chèn dấu đô la vào trước cột A và trước hàng số 3 ha. Rồi, tại sao mà ở đây là chúng ta sử dụng địa chỉ hỗn hợp là B4? Tại vì khi mà chúng ta thiết lập tại ô B5 á, thì B4 ở đây, B4 đây là lãi suất của ngân hàng 1. Thì khi mà các em sao chép sang cột C và cột D thì các em thấy sao? Thấy thì cột thì lãi suất nó cần phải thay đổi theo, tức là từ cái ô B4 là lãi suất của ngân hàng 1 thì địa chỉ ô phải thay đổi từ B4 sang C4 thì nó mới chuyển sang lãi suất của ngân hàng 2, và tương tự thì chuyển sang ô D4 thì chuyển sang lãi suất của ngân hàng 3. Thì như vậy thì các em thấy là gì? Thấy cột thì phải thay đổi, đúng không em? Nếu cột không thay đổi thì lãi suất của các ngân hàng tương ứng nó sẽ không đúng. Như vậy cột thì phải thay đổi. Do đó thì chúng ta nhân với B, B chúng ta không đặt dấu đô la để cho cột B này thay đổi thành C và D. Rồi, ở 4 thì chúng ta sẽ đặt dấu đô la. Tại vì nếu như chúng ta sao chép từ cột bên trái sang cột bên phải á, thì hàng 4 nó sẽ không thay đổi. Tuy nhiên thì nếu như các em sao chép từ bên trên mà xuống bên dưới thì lúc này các em không cố định hàng 4 lại thì nó sẽ bị thay đổi nha. Bị thay đổi thì nó không còn nằm ở vị trí là 3%, 4%, 0,3%, 0,4% hay là 0,5% nữa thì nó bị sai ha. Ngược lại, nhân cho A5 thì lúc này A5 là gì? A ở đây, A đây là số tháng, số tháng. Số tháng thì nó chỉ nằm trên cột A thôi, nằm trên cột A thôi. Nếu như các em không cố định cột A lại thì có thể là cột A sẽ đổi thành cột B, cột C, thì khi đó thì số tháng không còn đúng nữa. Còn tại sao mà chúng ta không có dấu đô la trước số 5? Tại vì số 5 này chúng ta cần có sự thay đổi. Khi mà chúng ta tính cho lãi suất số tháng là 1, chúng ta sao chép xuống bên dưới thì chúng ta cần một điều nữa là hàng phải thay đổi theo để chúng ta tính cho số tháng là 2, 3, 4, 5 và 6. Vì vậy mà hàng số 5 này chúng ta phải cho nó thay đổi. Vì vậy mà chúng ta không có thêm cái dấu đô la vào đây ha. Ở đây thì các em cần giải thích ngắn gọn như thế này ha. Tại vì khi sao chép đến khối ô B6, B10, C5, D10 thì có sự tăng lên đối với hàng và cột. Nhưng mà ở đây thì ta cần cố định ô A3, cố định hàng của ô B4, cố định cột của ô A5. Do đó thì chúng ta cần phải sử dụng là A3 là địa chỉ tuyệt đối, B4 là địa chỉ hỗn hợp và A5 là địa chỉ hỗn hợp ha. Như vậy thì để địa chỉ cột, địa chỉ hàng được giữ nguyên khi sao chép công thức thì ta cần thêm dấu đô la vào trước tên cột và tên hàng ha các em. Địa chỉ hỗn hợp là địa chỉ ô tính có địa chỉ cột hoặc là địa chỉ hàng được giữ nguyên, và địa chỉ hàng hoặc là địa chỉ cột có thể là được thay đổi khi mà sao chép công thức. Còn địa chỉ tuyệt đối là địa chỉ ô tính có cả địa chỉ cột và địa chỉ hàng được giữ nguyên khi mà chúng ta sao chép công thức ha. Bài tập luyện tập và bài tập vận dụng cũng như là thực hành ở cuối bài số 5 này thầy sẽ hướng dẫn các em thực hiện ở trong tiết học sau nhé. Các em có thể là kéo xuống dưới phần mô tả của video này, các em vào trên sách phát để các em xem đầy đủ hơn các bài giảng của thầy về tin học lớp 8 nhé. Cảm ơn các em, chúc các em học tốt và đạt được điểm cao. Hẹn gặp lại các em trong tiết học sau nhé.